Có hai em nọ cùng đánh cược nếu như người anh trai lấy được lần đầu của một cô gái thì cô em gái này sẽ phục vụ anh ta một đêm. Kết cục của màn cá cược này sẽ ra sao đây? Chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Bộ phim của ngày hôm nay tôi mang đến cho các bạn có tên Trò đùa tình ái. Câu chuyện xảy ra với hai em trong một gia đình kết hợp. Người anh trai tên là Sebastian, là một chàng trai rất đào hoa. Anh ta lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai cùng dáng người cao lớn để chơi đùa với tình cảm của vô số các cô gái. Nhưng chỉ cần anh ta đồng ý là anh ta có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ta muốn. Cũng có thể, trên thế giới này người duy nhất mà anh ta không có được chính là cô em gái mà anh ta để tâm đến. Cô em gái Catherine và Sebastian chính xác là trời sinh một cặp. Cô là một cao thủ trong việc ngụy trang chính mình. Nhân duyên của cô ở trường học cũng cực kỳ tốt, thậm chí còn có những phụ huynh còn chủ động liên hệ cô nhờ cô chăm sóc con gái của họ. Mẹ của Cecil là một trong những người như vậy. Cecil sớm đã biết đến ngôi trường mà hai anh em nhà Catherine và Sebastian theo học. Người mẹ đưa Cecil đến nhà Catherine để cô chăm sóc, hy vọng rằng con gái bà ta có thể trở thành một người mà ai gặp cũng yêu mến. Khi Sebastian về đến nhà, ba người phụ nữ vẫn đang nói chuyện. Mẹ của Cecil có thành kiến rất sâu sắc với Sebastian, nhanh chóng từ biệt rồi đưa con gái rời đi. Hai người họ vừa rời đi khỏi Catherine liền lập tức tháo nút chiếc áo choàng bên ngoài, nói rằng có vài nhiệm vụ muốn giao cho người anh trai. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, bạn trai của cô đã có tình cảm với Cecil, điều này khiến cô vô cùng đau lòng. Catherine hy vọng anh trai của mình có thể quyến rũ Cecil, phá hoại danh tiếng của Cecil, báo thù cho cô ta. Sebastian không nhịn được mà lập tức từ chối yêu cầu của Catherine. Với cậu ta mà nói, loại con gái như thế này sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay cậu ta thôi. Trong khi đó, cậu ta đã có mục tiêu mới, đó chính là con gái của hiệu trưởng đương nhiệm Ernest. Cô gái này gần đây đến sống tại nhà của người họ hàng của Sebastian. Cô ta đã từng phát biểu trong một bài báo trên tạp chí, cô sẽ để dành sự trong trắng của mình cho đêm động phòng. Đây như một lời tuyên bố cùng với thân phận của người cha mình. Hai điều kiện này đối với Sebastian mà nói có thể nói là vô cùng cao. Catherine nói với anh ta đừng tưởng tượng quá nhiều, cô gái như vậy anh ta chắc chắn không xứng. Sebastian hỏi em gái có muốn cược một ván không. Nếu đã như vậy, Catherine đột nhiên nghĩ ra một cách nghĩ tuyệt đỉnh. Cô đưa ra một đề nghị với Sebastian, nếu anh ta thất bại thì phải đưa chiếc xe thể thao cho cô ta, còn nếu anh ta thành công thì sẽ có cơ hội một đêm lãng mạn với cô ta. Sebastian sớm đã thèm thuồng cô em gái này rồi. Hai người cùng bắt tay hợp tác. Sebastian cũng bắt tay vào hành động. Anh ta lái xe lao vun vút đến nhà người họ hàng. Ernest vừa cùng người họ hàng này cưỡi ngựa quay về. Sebastian cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, cố gắng để có được sự chú ý của cô gái. Nhưng tất cả đều hoàn toàn khác so với những gì mà anh ta dự liệu. Ernest không chỉ không bị anh ta quyến rũ mà còn thấy phản cảm. Đối với chàng trai quá tự tin như anh ta, cô lạnh lùng nhắc nhở Sebastian, bản thân cô sớm đã nghe tin về anh ta không cần phải cố gắng giả tạo như vậy. Sebastian thấy không thuận lợi liền thất vọng mà rời đi. Xem ra anh ta cần thay đổi chiến thuật để tiến hành. Về phía Catherine lại phát triển vô cùng thuận lợi. Cecil gần đây bắt đầu phát triển trong lúc học đàn cello. Giáo viên của cô là một giảng viên tại nhạc viện có tên là Ronan. Khi Catherine đến tìm Cecil vô tình phát hiện Cecil đang có những hành động thân mật với người thầy. Xem ra quan hệ giữa bọn họ không hề đơn giản. Cô đột nhiên nghĩ ra một đối sách. Hôm ấy Catherine hẹn Cecil ra ngoài dã ngoại, giả vờ như vô tình mà hỏi về bạn trai của Cecil. Cecil nói đối phương hẹn cô sẽ cùng ra ngoài vào kỳ nghỉ phép, nhưng cô ta lại chưa từng có những hành động thân mật với bạn trai hiện tại, vì vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Catherine lại thuận thế hỏi về người thầy dạy đàn cello Ronan, kiến nghị Cecil lấy anh ta ra để thử nghiệm. Cô gái này nghe đến tên của Ronan, trên mặt lại để lộ ra tinh thần của một cô thiếu nữ. Cô thừa nhận rằng Ronan đã viết cho cô ta một bức thư tình, lại thuận miệng nói ra nơi cô giấu bức thư tình ấy. Trong lòng Catherine có niềm vui âm ỉ. Cô dựa vào việc giúp đỡ thúc đẩy mối quan hệ của hai người này để Cecil sao chép một bản thư tình. Không chỉ như vậy, Catherine còn đồng ý với Cecil sẽ để cho hai người hẹn hò tại chính nhà của mình. Ngày hôm ấy, hành động báo thù của Catherine chính thức bắt đầu. Cũng chính lúc ấy, Sebastian cũng bắt đầu kế hoạch mới, cố ý ở chính hồ bơi dụ dỗ cô ta cùng bơi. Khi cô ta quay về phòng thay đồ bơi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại xịt một ít nước hoa. Khi cô quay lại hồ bơi thì nhìn thấy người đang cố gắng dụ dỗ cô. Sebastian với thân hình săn chắc, nhưng loại thủ đoạn này vẫn không có tác dụng gì. Ernest nhanh chóng phá hỏng mục đích của anh ta, vô cùng trực tiếp mà từ chối anh ta. Đương nhiên Sebastian sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh ta càng nghĩ ra nhiều cách khác quỷ quyệt hơn. Anh ta vô tình biết được người bạn khác giới tốt nhất của Ernest là một người đồng tính, nhưng gia đình cậu ta lại vô cùng nghiêm khắc, không dám để cho người khác phát hiện giới tính thật sự của mình. Thế là Sebastian và người bạn của mình đã làm một cuộc giao dịch. Anh ta để đối phương hẹn người đàn ông đó đến khách sạn vào tối nay. Khi đêm xuống, anh ta nhân lúc hai người đang đắm chìm vào tình yêu, bước vào trong phòng. Người đàn ông kia kinh hãi vội mặc quần áo. Sebastian đe dọa anh ta, muốn anh ta phải ở trước mặt Ernest nói thật tốt với anh ta. Người đàn ông này không còn cách nào khác đành làm theo. Sebastian biết được từ anh ta, người nói với Ernest về những chuyện xấu của anh ta lại chính là mẹ của Cecil. Sebastian lao về nhà nói chuyện này với cô em gái. Hai người đã cùng kể cho nhau tình hình của đối phương, rồi lại giao kèo sẽ giúp đỡ người còn lại hoàn thành kế hoạch của mỗi người. Dưới sự hỗ trợ của người bạn tốt của Ernest, Sebastian đã thành công trong việc có được sự tín nhiệm của Ernest, chính thức hẹn hò với cô ta. Còn Catherine lại nhân cơ hội Cecil cùng đi du lịch với bạn trai, lén lút nói với mẹ của Cecil về chuyện cô ta và Ronan hẹn hò với nhau. Không lâu sau, chuyến du lịch của Cecil đã kết thúc, lại tiếp tục lớp học đàn cello của mình. Người mẹ vô cùng tức giận làm gián đoạn hai người.
Trong tay bà ta còn có bức thư tỉnh của Ronan. Sơ Siêu nhìn chằm chằm vào bức thư chất vấn mẹ mình về chuyện gì đã xảy ra, bà ta lại đáp lại qua loa. Trong lúc dọn dẹp vô tình phát hiện bức thư, Sơ Siêu thấy vậy thì vô cùng tức giận vì mẹ mình, vừa khóc vừa rời khỏi phòng học. Người mẹ lại nhân cơ hội ấy nói với Ronan, không chút lưu tình nào mà đuổi anh ta đi, mà Sebastian và Catherine sớm đã đợi ở cửa ra vào. Trong tay của Catherine vẫn cầm bức thư mà Sơ Siêu viết. Dưới sự xúi dục của Catherine, Sơ Siêu đã thể hiện tình cảm của mình qua thư. Ronan sau khi xem xong bức thư thì vô cùng vui mừng. Catherine chỉ cho anh ta tiếp tục giữ mối quan hệ với Sơ Siêu, để anh ta viết thư đáp lại cô ta. Sau khi Ronan rời đi, biểu hiện của Sebastian có chút bực bội. Anh ta lo lắng như vậy sẽ hủy hoại một cô gái ngây thơ không biết gì. Catherine lại không để ý gì đến hậu quả. Cô ta không đạt được mục đích thì nhất quyết sẽ không dừng lại. Sebastian thấy vậy chỉ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Anh ta gọi điện cho Sơ Siêu và nói rằng anh ta sẽ giúp cho chuyện của cô và Ronan phát triển thuận lợi. Cô gái trẻ này vô cùng vui sướng, lập tức đi đến nhà của Sebastian. Sebastian đổi nước hoa quả của Sơ Siêu thành rượu, nhân cơ hội khi cô ta uống say liền dỗ dành để cô ta ở lại đây một đêm, đồng thời còn ngủ cùng cô ta. Lúc này, Ernest vẫn bị lừa gạt không biết bất cứ gì về những gì mà Sebastian đang làm. Sáng sớm ngày hôm sau, cô hẹn Sebastian đến viện dưỡng lão làm tình nguyện. Sebastian chưa từng làm qua những chuyện như thế này. Khi Ernest không có ở đó, anh ta liền qua loa lấy lệ, đối đáp với người mà anh ta phụ trách. Khi Ernest quay lại kiểm tra, anh ta lại giả vờ như vô cùng hòa hợp. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Ernest mặc dù đã bóc trần được sự giả vờ lương thiện của Sebastian, nhưng vì anh ta có thể phối hợp với cô khiến cô cảm thấy vui vẻ, nên đã chủ động nắm tay Sebastian. Sơ Siêu sau khi lên giường cùng Sebastian, lại thấy rằng có gì đó không đúng. Catherine phát hiện ra sự bất thường của cô ta, lại xúi giục cô ta cùng luyện tập thêm vài lần với Sebastian, còn lấy ra chuyện Ronan lừa cô, nói rằng sau này nếu cô ta sống cùng Ronan, mới có thể khiến anh ta cảm thấy không có gì vui bằng ở bên cạnh cô. Sơ Siêu quá ngây thơ tin vào lời nói của cô ta. Sebastian cũng vô cùng phối hợp với kế hoạch của em gái. Dưới sự chỉ dẫn của anh ta, Sơ Siêu dần trở nên phóng đãng. Kế hoạch của Catherine cũng dần dần đi đến hồi kết. Sebastian lại tiếp tục xem xét, phương hướng phát triển hoàn toàn sai lệch. Hôm đó, Catherine bước vào trong phòng của anh ta. Anh ta đang cầm kính viễn vọng nhìn trộm Ernest, nói rằng bản thân đã hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc rồi. Catherine hỏi anh trai có phải sẽ thua cuộc cá cược này không. Sebastian đương nhiên sẽ không nhận thua. Anh ta để cô em này một mình đứng trong phòng, còn anh thì đi ra ngoài chỗ Ernest quỳ xuống hôn cô gái. Ernest cũng không từ chối, nhưng rất nhanh cũng đã định thần lại mà đẩy anh ta ra. Sebastian đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Anh ta không hiểu tại sao hai người lại không thể ở cạnh nhau. Ernest thẳng thắn nói cô cũng có cảm tình với anh ta, nhưng dưới sự bức ép của Sebastian, cô cuối cùng cũng thừa nhận cô không tin vào chuyện như thế này. Sau khi nói xong câu đó, cô liền lập tức rời đi, chỉ còn lại Sebastian ngây ngốc đứng nguyên chỗ cũ. Anh ta cho rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Đến tối, Sebastian đến phòng của Ernest. Anh ta giả vờ từ biệt lại chỉ trích cô gái, ngoài miệng nói đợi tình yêu đích thực, nhưng khi gặp được lại từ chối đến gần, đồng thời nhắc nhở cô sau này đừng hối hận. Nói xong những lời này, anh ta liền tiếp tục diễn, giả vờ muốn rời đi. Ernest do dự một lúc, sau đó lại chắn trước anh ta, khóa cửa lại. Cô ngồi trên giường chủ động cởi bỏ quần áo. Sebastian nhìn thấy đôi mắt chân thành của cô gái, lập tức chạy ra khỏi căn phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, không đợi đến khi Sebastian cảm thấy do dự, Ernest đã rời khỏi nơi này rồi. Sebastian đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã. Anh ta gọi điện cho bạn thân của Ernest, hỏi về hướng đi của Ernest. Cứ như vậy, anh ta đến trạm tàu đợi đến khi Ernest xuất hiện. Cũng chính ngày hôm ấy, Sebastian đã hoàn thành vụ cá cược của mình, nhưng lần này anh ta đã không còn giống như trước nữa. Sau khi chiếm đoạt được thân thể người ta thì bỏ chạy, mà ngược lại, anh ta lại bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương với Ernest. Catherine sau khi biết được thì vô cùng tức giận. Cô ta vốn muốn lợi dụng Ronan để khiêu khích Sebastian, khơi gợi sự hứng thú của anh ta với mình. Không ngờ rằng khi Sebastian nhìn thấy Ronan trốn ở dưới giường, lại hoàn toàn mất đi hứng thú với Catherine. Catherine nhắc nhở anh trai nếu cha của Ernest biết được con gái ông ta đang hẹn hò với anh, chắc chắn sẽ không để bọn họ gặp lại nhau nữa. Thân là chủ tịch hội học sinh, hay cũng có nghĩa vụ nói chuyện này cho hiệu trưởng mới. Sebastian nói với cô ta, bản thân anh vốn đã có ý định nói sự thật cho Ernest, thấy anh trai thực sự quan tâm cô gái đó. Catherine cảnh cáo anh, con người rất khó thay đổi chính mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ chính là một ruột. Sebastian nói rằng sao cũng được, sau khi ra khỏi nhà lại thực sự đưa ra lựa chọn. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, anh đến nơi mà Ernest sống. Cô gái vô cùng vui vẻ dẫn anh vào phòng riêng của mình. Sebastian vừa vào đến cửa liền nói với cô, tình yêu của anh đối với cô chỉ là lời nói dối. Ernest vô cùng đau lòng, không muốn tin vào những gì anh ta nói. Sebastian rơi nước mắt, toàn thân run rẩy mà nói, bản thân anh ta đã yêu người khác rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô gái, anh ta không kìm được lòng mà tiến về phía Ernest. Ernest hoảng loạn đẩy anh ta ra, cô vung nắm đấm lên đấm anh ta, vừa khóc vừa đuổi anh ta ra ngoài. Sebastian đau khổ rời khỏi nhà Ernest. Khi Catherine về đến nhà, Sebastian đã đợi trong phòng khá lâu rồi. Sebastian nâng ly chúc mừng Catherine đã thắng Ernest, nhưng lại không ngờ cô em gái đắc ý nói, cái mà cô ta thắng được không phải là Ernest, mà là Sebastian đã từ bỏ tình yêu của mình. Anh ta chỉ là đồ chơi của cô ta thôi. Sebastian sững sờ nghe xong lời của Catherine, cuối cùng cũng hiểu hóa ra anh ta chỉ là con quay trong tay cô ta. Anh hối hận gọi điện thoại cho Ernest, nhưng Ernest nhất quyết không nhận điện thoại. Anh thất thần cầm cuốn nhật ký yêu thích nhất của mình. Những gì được viết trong này, anh ta đã từng chơi đùa với biết bao cô gái,
Nghĩ tới nghĩ lui, Sebastian quyết định đưa cuốn nhật ký đó cho Ernest. Anh nhanh chóng đi đến căn hộ của Ernest, nhưng lại bị mẹ của Ernest chặn lại bên ngoài. Chàng trai xông vào nhà gọi to tên của Ernest. Ernest trốn trong phòng nhất quyết không ra. Không còn cách nào khác, Sebastian nhờ mẹ của Ernest đưa cho cô bức thư và cuốn nhật ký của anh. Trong thư, Sebastian gửi lời xin lỗi Ernest, nói rằng những ngày được ở cùng cô là khoảng thời gian thực sự vui vẻ của anh ta. Hy vọng Ernest có thể cho anh một cơ hội. Tối hôm đó, Sebastian đứng dưới lầu đợi cả đêm. Sáng sớm mới nôn nóng rời đi, Ernest vừa hay nhìn thấy bóng lưng anh từ cửa sổ, vội vã đuổi theo. Cũng trong lúc này, Catherine biết anh trai mình đem chuyện này nói ra, lại dịu dàng gọi điện cho Ronan, nói rằng Sebastian không chỉ ngủ với Cecil, mà còn đem chuyện của bọn họ nói hết ra ngoài. Ronan cúp điện thoại vô cùng tức giận đi ra ngoài tìm Sebastian. Ernest đuổi kịp Sebastian từ phía sau, đã thấy hai người đàn ông đang đánh nhau rồi, cô vội vã chạy tới ngăn cản. Cũng chính vì vậy Ernest bị đẩy ngã ra giữa lòng đường, một chiếc xe taxi do không kịp phanh lại. Lúc này Sebastian bỗng lao ra đẩy cô sang một bên, chính anh là người bị đâm. Trước khi hôn mê, anh nói với Ernest một câu, anh yêu em. Sebastian không may qua đời, nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc. Trong lễ khai giảng học kỳ mới, Catherine điềm nhiên bước lên bục phát biểu, nhưng chưa nói được mấy câu, những người có mặt đột nhiên đứng dậy rời đi. Cô ta cảm giác có chuyện gì đó không đúng, nhanh chóng đi ra ngoài xem xét, dường như trong tay mỗi người đều đang cầm một cuốn sổ, đó chính là nhật ký của Sebastian. Tất cả những hành vi tồi tệ của Catherine đều được ghi lại ở đây. Lúc này Ernest đang lái chiếc xe của Sebastian rời khỏi thành phố này. Câu chuyện kết thúc như vậy. Nội dung bộ phim nói về mối quan hệ nguy hiểm của tuổi trẻ. Mặc dù có những chi tiết rất đẹp nhưng có những tình huống rất kỳ quặc. Dù là sự sắp xếp nhân vật hay cái kết cuối cùng, mùi vị thanh xuân nồng đậm vẫn thật sự có trong bộ phim. Vậy nên bộ phim hôm nay Audio Jungle. Audio Jungle.